Mày đói thì mày cứ ăn đi. Thì gọt một quả đây xem nào. Kê cho cây nhãn kia không đốt cháy. Chỗ đã tiền, còn 4 cây. Lâu. Đứng mãi ngủ. Hình như là vợ chồng này thường còi bỏ nhau rồi mà. Chẳng coi không tao nghe thấy ai bảo gì. Mới hôm kia tao nghe thấy ai bảo không kiểu chiến binh ấy. Ông nào bảo đỡ đẻ được thì quá giờ thì ai biết được, thấy bảo thế thì mình đã biết đâu. Lúc nào hỏi Tuấn, chỗ này là Tuấn nó biết hỏi nhẹ đấy đúng. Mày bỏ chưa thì tao còn kiếm chỗ la liếm mà. Tao kiếm chỗ tao la liếm. Tuấn trước thích con bé đấy.